Thưa quý vị khán giả, Bitcoin là môn thể thao mới tại Bình Dương và hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm tham gia tập luyện của người dân trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê thì có 4 điểm tập Bitcoin tại Bình Dương, đó là thị xã Tân Uyên, huyện Bầu Bàng, thành phố Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với buổi tập của cộng đồng Bitcoin tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để cảm nhận rõ hơn về sức hút của bộ môn này. 712 Một sân có kích thước chiều dài và chiều ngang như sân cầu lông, lưới sát mặt đất như môn quần vợt, vạch kẻ sân chia ô như môn bóng bàn. Vợt giống vợt bóng bàn nhưng lớn hơn. Luật thi đấu cũng pha trộn giữa bóng bàn và quần vợt. Pickleball có thể xem là môn thể thao của sự giao hòa và điều đó mang đến sự thú vị cho người chơi. Thì sau thời gian đầu mình chỉ thử nghiệm thôi, mình qua mình chơi thử thôi, thì mình thấy nó rất là phù hợp với mình. Mặc dù mình cũng 40 mấy tuổi, 50 rồi thì nó phù hợp cho mình. Và mình thấy mình cũng khuyến khích là những anh em lớn hơn nên tham gia. Trước tiên mình, mặc dù nó là môn mới thì mình cứ thử sức mình đi. Mình sẽ thấy nó những cái đam mê, những cái hứng thú và mình sẽ theo được nhiều hơn. Nằm trong khuôn viên của cụm thể thao cộng đồng khu dân cư Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tuy chỉ mới được đầu tư và đi vào hoạt động gần 3 tháng nay, nhưng sân tập Bitcoin luôn có khá đông người dân đến tham gia tập luyện, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần. Thì nói chung thì câu lạc bộ cũng rất là muốn phát triển mạnh cái phong trào này ra, ở không riêng gì ở Thủ Dầu Một mình mà khắp cái địa bàn của tỉnh Bình Dương mình. Thì cho nên là cũng tạo cái điều kiện thuận lợi để cho mọi người cùng tham gia. Ví dụ như cũng mọi người tới đây thì cũng có anh em sẽ có sẵn sàng hướng dẫn rồi tạo điều kiện có thể chơi thử về cái hội viên thì cũng có thể tạo cái điều kiện để mọi người tham gia nó dễ dàng hơn về ví dụ như kinh phí sinh hoạt hội. Dễ học, dễ chơi và ít chấn thương nên Pickleball phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ở đây có khá nhiều gia đình cùng tham gia sinh hoạt. Vợ chồng, con cái cùng ra sân tập luyện, tạo nên không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng. Thời gian đầu tiên là chỉ đi theo chồng thôi. Cái ngồi ở ngoài nhìn thấy cái sao mà ông này ông ghiền dữ vậy ta. Cái mình mới bắt đầu, với lại từ lúc ảnh tập cái này xong là ảnh giảm được rất là nhiều ký. Là từ 75 ký mà xuống giờ còn 67 ký. Thì mình thấy ảnh thứ nhất là sức khỏe nó được cải tiến, thứ hai là mình cũng không biết là sao mà ông ghiền lắm, nhiều khi bỏ ăn đi mà để đi đánh luôn. Cái mình mới thử tham gia xem thế nào, nhưng mà vừa tham gia cũng ghiền luôn. Con học bộ môn này được hơn 5 tháng rồi và người hướng dẫn con thì trong lúc mà con đang ở nhà thì con thấy có vài chú đang chơi cái môn này thì con thấy nó cũng khá là thú vị. Thì vô con hỏi bố con, thế nên là bố con chỉ cho con chơi. Cái môn này nó mới lạ lắm, nó kết hợp giữa ba môn là cầu lông, tennis lại và bóng bàn. Pickleball là môn thể thao còn khá mới tại Bình Dương, nên các câu lạc bộ thực tế vẫn đang từng bước hoàn thiện hoạt động. Được biết, nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng tăng của người dân trong khu vực và lân cận, sắp tới ban chủ nhiệm câu lạc bộ Pickleball Hiệp Thành sẽ mở rộng thêm một sân tập nữa, đồng thời tổ chức những giải nội bộ, giao lưu nhằm phát triển mạnh hơn nữa phong trào thể thao tại địa phương, góp phần mang đến sự đa dạng các môn thể thao cho người dân tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe.